Chào cả nhà, hôm nay Mai sẽ giới thiệu với cả nhà một cái liệu trình điều trị khác với mọi hôm. Mọi hôm mà chúng ta thường là nói đến vấn đề trẻ hóa, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về trị sẹo. Và gọi là khách hàng mà điều trị ngày hôm nay cũng là một người nghệ sĩ, đó là nghệ sĩ Anh Đức. Chị chào anh Đức. Chào chị. Thì chị thấy là cũng là sắp xong rồi này. Mà thấy em bị chị sẹo mà Đức nằm im ru à, không có thấy khó chịu gì hết, chứng tỏ là nó cũng êm ái phải không? Em sẽ ngủ mấy lần. Ok thôi, chị mời Đức ngồi dậy nha, để Đức xem. Thì đây là Đức điều trị lần này là lần thứ hai phải không em? Em lần này là lần thứ ba rồi chị. À, lần thứ ba, lần đúng thứ rồi. Ba rồi. Coi như trước đó là hai lần rồi, hôm nay là lần thứ ba. Dạ. À, thì thường hai lần trước điều trị thì Đức thấy cái phần sẹo của mình nó cải thiện như thế nào em? Thì sẹo đầy lên một tí à. Và mụn coi như là giảm hẳn luôn. Điều trình này thì như chị chia sẻ với Đức là mình làm phải ít nhất là 10 lần. Mà em mới có hai lần, và lần thứ ba thì lần này chưa thấy đâu. Mỗi lần làm sau đó về là phải độ chừng mấy ngày sau thì bắt đầu mình mới thấy cái hiệu quả, đúng không? Đúng. Thì coi như là mình hiệu quả của hai lần thì mới có được có 20% thôi. Mình còn 8 lần nữa là liệu trình của mình tới 10 lần lận. Là em đẹp luôn. Đó, là có ngon lành luôn á. Đức nhớ là cái lần đầu tiên. Em nhớ chứ. Đó, lần đầu tiên cái sâu lắm. Thì là sâu này. Nhưng mọi người thấy là cái sẹo mình nó sâu. Thì chắc ngày xưa là Đức cũng bị mụn phải không? Dạ đúng rồi. Thời tuổi trẻ nóng viêm. Xong rồi cũng thanh niên mà. Hạn chơi bởi không có dưỡng. Không được dưỡng đi, phải không? Đó chị đi nhìn đá banh gian nắng. Đó gian nắng. Mà vấn đề mụn của em vậy, chị thấy cái chỗ phần này là nó bớt rất là nhiều này. Dạ, dạ bớt đúng rồi. Rất là nhiều mụn này. Dạ. Đó, rồi cái phần sẹo thì nó cũng đã được đầy lên. Dạ. Mà vấn đề quan trọng nữa là cái công nghệ này là cái công nghệ hay được FDA công nhận hay Đức nha. Thì Đức thấy là nó thứ nhất là nó không có làm tổn thương da của mình. Thứ hai nữa là khi mình điều trị đó, thì mình nó có hai cái mức sóng nó kết hợp với nhau. Một là radio frequency, nó kết hợp với lại ánh sáng. Thành ra hai cái công nghệ để tác hợp lại với nhau để cho da của mình vừa trẻ. Em thấy đỡ dầu hẳn và đỡ mụn hẳn. Mà chị thấy nó cũng sáng da nữa bởi vì nó có vấn đề trẻ hóa. Thì rõ ràng là so với cái lần trước khi điều trị của Đức này, cái màu da cũng như là cái phần này nó sâu hơn. Thì so với bây giờ sau 2 lần là mới có 20% thôi. Lần này dù là thứ 3 nhưng mà kết quả là phải có vài ngày nữa mới thấy. Mà đã được cái hiệu quả như vậy rồi thì thôi Đức cứ tự tin. Lần này làm cho da mình đẹp hơn, rồi mình phong độ, mình đi trình diễn, mình tự tin hơn. Nói chung là da của anh Đức mà sẹo lỗ mà được điều trị hết là chắc chắn mà ai cũng phải nể. Thành Mai cứ bị đi lên trên truyền hình, bị ăn hiếp hoài, cứ bị Trấn Thành nói về vấn đề da hoài. lần này là coi như Thành sẽ không còn cái tìm cái đường nào để mà ngồi gọi là dìm hàng. Cảm ơn Đức rất là nhiều, và bây giờ chị mời Đức tiếp tục. Yeah.